Câu chuyện này không phải là cổ tích hay thần thoại từ xa xưa, mà xảy ra rất gần với thời gian của chúng ta bây giờ. Vào năm 2006, một thanh niên được phát hiện ở thủ đô Ukraine trong tình trạng hoảng loạn và lo lắng. Anh ta mặc kiểu quần áo cũ, trên tay cầm khơ khơ một chiếc máy ảnh cổ điển. Khi nhìn thấy chàng trai này, mọi người đều cho rằng chắc anh ta là một gã điên nào đó đang lang thang trên phố. Nhưng kỳ thực họ không hề biết anh ta là nhân vật chính trong một câu chuyện kỳ thú về du hành thời gian. Trong video của Văn Thù Discovery ngày hôm nay, một lần nữa chúng ta sẽ cùng khám phá những điều bí ẩn lạ kỳ và thú vị. Và trước khi bắt đầu nội dung chính, Văn Thù Discovery rất mong nhận được sự cổ vũ từ anh em. Mỗi like, mỗi subscribe sẽ là nguồn động lực rất lớn để Văn Thù Discovery tiếp tục phát triển. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ những video thú vị nào nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Quay lại với chàng thanh niên kia, khi có người tiến đến hỏi thăm, anh ta tự giới thiệu tên mình là Sergey Pomomarenko. Ai đó đã hỗ trợ anh ta đến chỗ của cảnh sát để tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi cảnh sát yêu cầu anh ta cung cấp các giấy tờ tùy thân, anh ta đã đưa ra một chiếc chứng minh nhân dân có ID là của một quốc gia đã không còn tồn tại nữa. Đúng vậy, ID đó thuộc về Liên Xô cũ. Chúng ta đều biết rằng Ukraine trước đây là một phần của Liên Xô. Và vào thời điểm 2006 thì Liên Xô đã tan rã từ lâu. Có lẽ cũng đã hai thế hệ đời người trôi qua rồi. Và tất nhiên, không phải cảnh sát Ukraine chưa từng nhìn thấy một ID của Liên Xô trước đó. Có nhiều người lớn tuổi thuộc thế hệ cũ vẫn còn lưu giữ những chiếc chứng minh nhân dân này như một kỷ niệm. Nhưng người đàn ông kia dường như chỉ mới 20 đến 25 tuổi và ngày sinh trên ID là năm 1932. Không chỉ ngày sinh, hình ảnh anh ta trên ID trông cũng y chang như bên ngoài, tức là vẫn trẻ trung như vậy. Điều này làm cho cảnh sát không thể hiểu nổi. Làm sao một người sinh năm 1932 lại trông có thể như 20-25 tuổi vào năm 2006? Họ hỏi Sergey về ngày hôm nay là ngày mấy. Sau một chút suy nghĩ, anh ta trả lời là ngày 23 tháng 4 năm 1958. Điều đó làm cho cảnh sát nghĩ rằng người đàn ông này chắc chắn là một người điên. Họ đưa anh ta vào bệnh viện tâm thần, nơi bác sĩ nổi tiếng Pablo Kochikov sẽ điều trị và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho anh. Bản thân của Sergey cũng không hiểu rõ rằng điều gì đang xảy ra với mình. Bác sĩ hỏi là liệu anh ta có nhớ rằng anh ta làm thế nào mà đi lưu lạc năm 1958 đến năm 2006 hay không. Sergey nói rằng mình đã đi ra ngoài để chụp ảnh trong một buổi đi dạo bộ quanh đường phố. Lúc đó anh ta đã nhìn thấy một vật lạ trên bầu trời. Bác sĩ hỏi kỹ hơn về vật thể đó trông như thế nào. Sergey nói rằng thật khó để miêu tả hay giải thích, nhưng anh ta đã chụp ảnh nó bằng máy ảnh của mình. Khi anh ta đưa máy ảnh ra, bác sĩ kinh ngạc khi nhìn thấy đó là một chiếc máy ảnh dòng cũ, một chiếc máy ảnh Yashima Flex cổ điển. Nhưng trạng thái của máy ảnh thì vẫn rất mới, như thể nó vừa được sản xuất mới đây. Loại quần phim trong máy thì chỉ có được sản xuất cho đến năm 1970. Adam, một chuyên gia về máy ảnh đã được mời đến và sau khi kiểm tra, anh ta nhận định chiếc máy ảnh được sản xuất vào năm 1956. Khi rửa những bức ảnh trong cuộn phim ra, mọi người phát hiện đó chính là hình ảnh về thành phố nhưng khung cảnh có vẻ từ rất nhiều năm về trước rồi. Vì có những tòa nhà, con đường và nhiều thứ khác đã bị phá hủy từ lâu. Cũng có những bức ảnh chụp Sergey và một cô gái xinh đẹp đứng trước tòa nhà. Đúng, đó chính xác là Sergey, giống hệt như là Sergey trong tình cảnh bây giờ, đang ngồi trước mặt bác sĩ, vẫn bộ quần áo cũ đó, như thể anh ta vừa bước ra từ một bức ảnh được chụp cách đây 48 năm. Và trên tấm phim cuối cùng, đúng như Sergey đã kể, có bức ảnh về một vật thể không chính xác xuất hiện. Việc này khiến bác sĩ vô cùng kinh ngạc và bối rối. Nhưng giờ đây, ngoài việc tin vào điều tưởng như bất khả thi rằng người đàn ông này đã du hành thời gian từ năm 1958 đến năm 2006 ra, bác sĩ cũng không có một lựa chọn nào khác. Quá bối rối, bác sĩ đã mở cửa để Sergey ra ngoài, còn bản thân thì miên man với những dòng suy nghĩ rối ren. Nhưng có một điều ông không ngờ đến là Sergey đã không bao giờ trở lại nữa. Sergey đã biến mất không một dấu vết, cũng không để lại bất cứ một bằng chứng nào về sự tồn tại của mình ngoài một chiếc máy ảnh, một số bức ảnh và câu chuyện kỳ lạ khó tin. Câu chuyện của Sergey thật kỳ lạ, nhưng có vẻ như là càng cố gắng tìm hiểu về nó thì mọi thứ có vẻ lại càng trở nên khó hiểu hơn. Khi cảnh sát điều tra họ phát hiện ra rằng, vào năm 1960, thật sự đã có một người đàn ông tên là Sergey được báo cáo bị mất tích một cách bí ẩn. Họ lần theo dấu vết cô gái trong bức ảnh chụp cùng với Sergey. Và giờ đây, đã là một người phụ nữ 70 tuổi. Bà kể với cảnh sát rằng Sergey thực sự đã mất tích vào năm 1958. Nhưng anh ấy đã quay lại sau một khoảng thời gian. Tuy nhiên, cũng theo lời kể của bà, Sergey một lần nữa lại mất tích vào năm 1960. Và lần này thì ông không bao giờ trở lại. Nếu bạn nghĩ câu chuyện đến đây là kết thúc thì không. Vẫn còn một cú ngoặt đầy bất ngờ nữa đấy. Nhiều năm sau, kể từ ngày Sergey bật vô âm tín, bà bất ngờ nhận được một bức ảnh của Sergey. Ở trên đó ghi chú rằng nó được chụp vào năm 2050. Trong bức ảnh, Sergey đứng trước một con sông, đằng xa xa có vẻ vẫn là một thành phố quen thuộc. Điểm khác biệt là có rất nhiều tòa nhà chọc trời đã mọc lên.
Ông cũng viết sau tấm ảnh rằng ông sẽ trở lại sớm, nhưng vì lý do nào đó điều này đã không xảy ra. Câu chuyện bí ẩn về Sergey được trình chiếu trong một chương trình truyền hình tại Ukraine và đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên mạng. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu tính xác thực của câu chuyện đó đến đâu? Và trước khi tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi đó, chúng ta cần phải biết liệu con người thật sự có thể du hành thời gian hay không? Không nghi ngờ gì, chúng ta đều đang thực hiện cùng một loại du hành thời gian. Dòng thời gian tuyến tính của chúng ta chỉ rõ rằng chúng ta đều đang tiến về tương lai mỗi giờ. Nhưng nếu ai đó dùng mỗi giờ của họ một cách thông minh hơn so với người khác, họ sẽ tiến về tương lai nhanh hơn. Ý tưởng này ban đầu được nhà khoa học lỗi lạc Albert Einstein đề xuất trong thuyết tương đối của ông, mà theo đó thời gian không trôi qua giống nhau trong không gian mà phụ thuộc vào tốc độ trọng lượng của đối tượng. Điều này cũng giống như nồng độ oxy khác nhau ở các cao độ khác nhau vậy. Ví dụ như, chúng ta sống trên trái đất, vì vậy thời gian của chúng ta phụ thuộc vào khối lượng của trái đất và tốc độ di chuyển của nó trong không gian. Nếu chúng ta đến sống ở sao Mộc, hành tinh có khối lượng lớn hơn trái đất rất nhiều, thì thời gian sẽ trôi qua chậm hơn. Cũng theo lý thuyết này, tốc độ càng nhanh, thời gian trôi càng chậm. Vì vậy nếu bạn đang ngồi trong con tàu vũ trụ di chuyển với tốc độ gần với tốc độ ánh sáng trong vòng 5 năm và sau đó quay trở lại trái đất theo đồng hồ của bạn, hành trình đó mới chỉ có 5 năm. Tuy nhiên, trên trái đất đã 36 năm trôi qua. Khác biệt này được biết đến với tên gọi là sự giãn nở của thời gian. Để chứng minh cho lý thuyết này, năm 1971, thí nghiệm Halfley-Keating đã được thực hiện. Trong thí nghiệm này, tổng cộng có 12 đồng hồ nguyên tử được cài đặt để chạy cùng một thời điểm. Sau khi chia những chiếc đồng hồ này ra để đặt trên hai máy bay khác nhau, họ khởi hành một máy bay về phía đông và một về phía tây, còn một chiếc đồng hồ cuối cùng được để lại trên mặt đất ở đài quan sát Hải quân Hoa Kỳ. Khi cả hai chiếc máy bay quay trở về đài quan sát sau một vòng bay quanh trái đất, những nhà nghiên cứu nhận thấy có nhiều sự khác biệt đáng kể trong chiếc đồng hồ của họ. Đồng hồ trên những chiếc máy bay về phía đông chậm 59 nano giây so với đồng hồ trên mặt đất, nghĩa là thời gian trôi chậm lại so với những người trên máy bay đó. Trong khi đồng hồ của những chiếc máy bay về phía tây đã hiển thị thời gian nhanh hơn 273 nano giây. Sự khác biệt giữa đông và tây này xảy ra vì trái đất của chúng ta đang quay theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Một cách khác là để du hành thời gian chính là dùng trọng lực. Theo thuyết tương đối của Einstein, càng có nhiều trọng lực càng có nhiều thời gian. Điều này làm cho thời gian trôi chậm hơn ở phía đông và nhanh hơn đối với phía tây. Thuyết tương đối của Einstein cũng được chứng minh thực tế thông qua một thí nghiệm vào năm 2010, khi một chiếc đồng hồ nguyên tử được đặt ở trên kệ thấp, gần mặt đất hơn và một chiếc khác được đặt cao hơn chiếc đồng hồ kia 33 cm. Điều này làm cho đồng hồ ở trên cao chạy nhanh hơn so với đồng hồ ở kệ thấp. Mặc dù sự khác biệt rất nhỏ, nhưng điều này chỉ ra rằng nếu chúng ta ở một nơi mà trọng lực mạnh như trong các hố đen vũ trụ, thời gian trôi sẽ chậm hơn rất nhiều so với thời gian trên trái đất. Lý thuyết đó cũng được thể hiện trong bộ phim rất thú vị có tên là Interstellar, hố đen tử thần. Kể về những người dân sống ở một hành tinh gần lỗ đen, một giờ ở đó tương đương với hàng chục năm ở trên trái đất. Nếu bạn nói đó chỉ là phim thôi thì thực tế đây, những chiếc đồng hồ chính xác nhất trên thế giới được lắp đặt trong các vệ tinh GPS. Tại sao luôn phải cài đặt lại liên tục dù các kỹ sư đã lắp đặt chúng đúng theo thời gian thực tế trên trái đất? Đó là bởi vì các vệ tinh luôn di chuyển với tốc độ 14.300 km một giờ quanh trái đất, và vì vậy thời gian ở đó luôn chậm lại một chút so với thời gian của chúng ta ở đây. Nếu thời gian của những chiếc đồng hồ này không được cài đặt liên tục, điện thoại của bạn sẽ không thể định vị chính xác bạn đang ở đâu. Với tất cả những lập luận và bằng chứng này, thì việc du hành thời gian là lý thuyết có thể xảy ra. Nhưng theo quan điểm của khoa học, thực hiện điều này trong thực tế ở hiện tại gần như là không thể. Vì làm sao có thể chế tạo được một chiếc phi thuyền vũ trụ có thể di chuyển với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng? Hay việc du hành thời gian bằng trọng lực làm sao để tiến đến gần? Rất gần với hố đen vũ trụ, nơi cách chúng ta đến 1.560 năm ánh sáng đây. Có lẽ trong tương lai, con người có thể tạo ra tất cả những thứ đó và bài toán về du hành thời gian có thể sẽ được giải quyết. Quay lại câu hỏi ban đầu ạ, nhưng mức độ chân thực trong câu chuyện của Sergey thì sao? Một TV show có tên là Người Ngoài Hành Tinh của Ukraine được công chiếu vào năm 2012, trong tập 3 của chương trình Time Traveler. Kẻ du hành thời gian, câu chuyện này một lần nữa được kể lại với đoạn clip trích xuất từ camera được cho là đã ghi hình vào cái ngày mà Sergey biến mất kỳ lạ. Trong clip, ngày tháng hiển thị rõ ràng, hôm đó là thứ tư, ngày 23 tháng 4 năm 2006. Nhưng nếu bạn kiểm tra trên lịch thì rõ ràng, 23 tháng 4 năm 2006 là ngày chủ nhật cơ mà. Điều đó có nghĩa rằng video đã được quay vào thời gian khác, còn thời gian đã được chỉnh sửa sau đó. Ngoài ra, con dấu trên chứng minh nhân dân của Sergey được cho là đậm hơn con dấu thông thường. Các chuyên gia tin rằng con dấu này không phải của Liên Xô cũ. Và cuối cùng, trong bức ảnh được cho là chụp vào năm 2050, mặc dù có nhiều tòa nhà phía sau nhưng nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy nhiều tòa nhà giống nhau, nghĩa là hình ảnh đã được chỉnh sửa bởi Photoshop. Không có bất cứ kết quả điều tra nào của cảnh sát liên quan đến các chi tiết này được kể lại trong chương trình năm đó. Và nếu bác sĩ Pablo nổi tiếng đến vậy, tại sao tên của anh ta lại không xuất hiện trên bất kỳ một trang web nào trên Internet hay là hồ sơ ở khắp thế giới?
Câu chuyện có vẻ hấp dẫn, nhưng cộng đồng mạng tin rằng nó chỉ là một câu chuyện bịa đặt nhằm tăng tỷ suất lượt xem cho chương trình năm đó mà thôi. Chủ đề du hành thời gian phổ biến và hấp dẫn đến mức khiến chúng ta thảo luận không ngừng về nó, và một trong những suy luận được nhắc tới đó là nếu có thể du hành về tương lai, liệu ta có thể du hành về quá khứ? Điều này cũng được thể hiện trong rất nhiều bộ phim khoa học viễn tưởng ăn khách, nhưng các nhà khoa học thì cho rằng điều này không thể vì nó xuất hiện rất nhiều nghịch lý. Ví dụ, một nhà bác học sáng tạo ra cỗ máy thời gian, tự quay về quá khứ và tự giết chính mình. Nhưng nếu ông ấy chết trước khi tạo ra cỗ máy, tức là cỗ máy thời gian không tồn tại, vậy thì ai quay về để giết ông? Hiện tượng này được gọi là nghịch lý du hành thời gian. Năm 2009, Stephen Hawking tổ chức một bữa tiệc mà chỉ có một mình ông ở đó. Điều kỳ lạ là lời mời của các bữa tiệc được đăng công khai sau một năm. Và ông nói rằng nếu có ai đó là một nhà du hành thời gian, họ có thể tham dự bữa tiệc ở quá khứ một năm trước đó. Yên tâm là tiệc có một mình ông thôi. Thế nên là chẳng lo bị lộ danh tính. Điều này được coi là một cách dễ dàng để ông giải thích rằng du hành thời gian và quá khứ không thể xảy ra. Hy vọng rằng video ngày hôm nay của Văn Thông Discovery đã giúp anh em hiểu thêm phần nào về chủ đề du hành thời gian. Anh em nghĩ sao về video này? Văn Tùng rất mong nhận được những chia sẻ, những bình luận của anh em ở bên dưới. Và trước khi rời đi, anh em cũng đừng quên ấn like, subscribe cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.